một trường hợp khuôn mắt sách, sau cắt mí sẽ như thế nào? Một cái khuôn mắt hơi sách, chúng ta xem cái đặc điểm mắt của bạn ấy này. Một cái mắt bạn gái còn khá trẻ, mí thì cũng có rồi, tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái da phần trong này nó bị che mất nửa trong đây này. Thì bác sĩ sẽ phải cắt full để loại bớt cái phần da dư, nhất là phần góc trong này. Bạn này thì cần thiết phải mở góc trong nữa, bạn ấy không mở, bác sĩ sẽ cố gắng chỉnh để cho nó giảm thiểu cái phần nhăn ở cái phần góc trong này. Và các bạn sẽ xem là khi mà làm xong ấy thì tuy không có hạ sách hay là chỉnh gì cả, nhưng mà cái khuôn mắt sách của bạn ấy nó sẽ có cái sự thay đổi như thế này, cái trục nó sẽ ngang hơn như thế này. Ok.